6 giờ 47 phút. Tuấn Nùng xin kính chào quý cô chú anh chị và toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Nùng Hà Giang. Vừa rồi thì Tuấn Nùng cùng em A Sùng là đã mang tấm lòng của các chị vào cho hộ của em Vân, hai con, hai vợ chồng Tuấn Anh rất vui vì là có được gạo ăn rồi các bạn ạ. Và những em bé thì bắt đầu có sữa để uống và cũng có được lần đầu tiên cầm vào những chiếc kẹo mút. Ôi, các bé rất là vui vẻ. Đó, sau đó thì Tuấn Nùng với A Sùng là sẽ di chuyển lên luôn trên Tung Sán đến với lại thôn 7 Tà Lèng này để thăm hộ của em Siêu Dê. Hiện tại thì Tuấn Nùng với em A Sùng thì đã đến dưới chân của đường lên trên chỗ nhà em Siêu Dê rồi. Trời thì đã bắt đầu tối và Tuấn đang bật cái đèn dắt của xe lên có màu vàng các bạn nhé. Đấy, em A Sùng bật cái đèn năng lượng mặt trời lên là rất là sáng luôn. Ôi sáng nhở. Hai anh em nhà Siêu Dê thì có gọi điện cho A Sùng rất nhiều cuộc, đó là không biết là con dê bị bệnh gì mà lòi chĩ ra ngoài và có thể là không ăn cỏ, có thể là nguy cơ đến cái sức khỏe đó. Nên là ngay lúc này dù trời tối không quản ngại đường xã xa xôi hay là tối tiếc gì cả, Tuấn Nùng với A Sùng tối nay đi dạo một vòng lên trên nhà Siêu Dê nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì Tuấn Nùng sẽ mời mọi người theo chân Tuấn Nùng để lên với hộ của ba mẹ con em Siêu Dê để xem là hai chị dê có vấn đề gì mà hôm nay Siêu Tú gọi điện liên tục cho A Sùng thôi. Để mũ đây thôi em nhỉ. Để đây thôi. Tối cũng được. Chắc là không ai ăn trộm đâu. Đấy. Ba lô thì anh phải mang đi rồi. Bây giờ thì Tuấn Nùng, mọi người cùng Tuấn Nùng lên nhá. Leo dốc, leo dốc. Đây nào, đây, đây, đây có đèn rồi. Anh chào Siêu Dê, Siêu Tú nhá. À, Siêu Dê chưa đến nhà. Em với mẹ ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm rồi à? Đang có món gì ấy? Sửa điện thoại à? Tối quá. Con dê nó bị làm sao em? Hôm nọ cho đi phối được, phối được chưa? Nó chửi cho nhỉ? Mình sửa con gì nó đốt đây. Hôm qua còn chưa làm này. Sáng nay mới thấy này. Sáng nay mới thấy à? Con này chửa rồi chứ? Vâng. Con đấy chửa rồi chứ? Cả hai con chửa rồi chứ? Nhưng mà nó bảo là hôm qua là không sao đúng không? Hôm qua không sao, xong sáng nay mới thấy. Ê, nó sắp đẻ rồi. Em nuôi dê thấy dê sắp đẻ bao giờ chưa? Chưa thấy bao giờ à? Thế thì chắc dê sắp đẻ rồi. Dê chắc sắp đẻ rồi. Nó sắp đẻ. Làm nào để quay đằng đuôi nó bây giờ? Em ở trong cầm cái đầu nó đi bên kia nào. Đấy, cầm như này cơ mà. Con dê này là có chửa rồi. Chửa rồi. Ừ. Sắp đẻ rồi em ơi, sắp có tin mừng rồi. Nó lại quay. Khó nhỉ. Quay đít về đây nào. Ô, con này là bụng to lắm rồi các bạn ơi. Em dê này là sắp đẻ rồi đấy. Hôm nọ thì em Siêu Dê, Siêu Tú là cũng cho đi lấy giống. Bướm nó to thế này, nó sắp đẻ rồi. Đây là bướm nó to ra đấy chứ, có cái gì đâu mà. Anh bảo cắt nó làm sao. Không, cái bướm nó to này nó sắp đẻ rồi ấy. Ôi trời. Em màu đỏ đỏ. Đỏ đỏ, bướm nó đỏ, nó sắp đẻ đây em. Ôi trời. Thì các em ấy cũng chưa nuôi dê ơi, bao giờ ấy. Làm gì có điều kiện nuôi dê nào đâu mà.
nên là bây giờ được hai con dê giống này về cơ. Tình trạng sức khỏe bình thường mà nó vẫn ăn đúng không? Ăn đi. Đây này con này thì bướm nó chưa ấy đâu. Cái con bé này thì mới chửa, còn chưa đẻ đâu, nhưng mà cái con kia sắp đẻ rồi đấy. Cái con này là từ lúc mình đi lấy là nó đã ấy rồi, nó đã phố rồi. Đấy, con đấy là sắp đẻ rồi, chỉ trong vòng tối nay ngày mai là đẻ đấy. Bây giờ em vào em xem cái ti của nó kìa, cái đầu ti của nó kìa, dài ra hết rồi. Đấy, em dê này sắp đẻ rồi các bạn ạ. Thế là hai anh em siêu dê là sắp có tin mừng này. Là em dê này sẽ sớm đẻ. Em cầm cái này đi bên kia cho nó quay bên kia. Đấy, đấy, bây giờ nó nhìn thấy con đấy. Hai em dê này sắp đẻ thôi, bướm của nó vú to này. Vú to mà ti nó to lắm rồi. Con này sắp đẻ thôi. Này ti nó to thế này cơ mà. Đấy, thấy chưa, các bạn có thể thấy ti em dê này chưa. Đấy, bướm rất là to này, sắp đẻ này. Đấy, em soi xem này. Đấy, chỉ hôm nay ngày mai là đẻ đấy mà, bướm to lắm rồi. Chỉ cần theo tối nay là đẻ đấy. Tối nay là đẻ đấy em ạ. Theo kinh nghiệm của anh chưa nuôi dê bao giờ đâu, nhưng mà anh cũng có những cái nhóm sở thích về nuôi dê ấy. Thì bướm của nó to ra này, xong là ra máu là nó chuẩn bị đẻ đấy nhá. Chứ không phải là bị làm sao đâu. Nhìn nó bình thường mà. Này các bạn thấy này. Đấy, con dê này là sắp đẻ rồi này. Đấy, ABC dắt dê đi, ỉa dê không ỉa thì dắt dê vào chuồng ấy. Các bạn ơi, thế là em siêu dê và siêu tú có gọi điện cho áp sùng. Đấy, là nàng dê này là không biết làm sao. Đấy, bướm nó lồi ra. Đấy, các bạn thấy không? Bướm con dê lồi ra là sắp đẻ đấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới háng của con dê này có hai cái bầu sữa rất là to và ti rất là dài rồi. Chỉ trong tối nay thôi, có lẽ là không quá sáng mai là nàng dê này sẽ được làm mẹ rồi. Đấy, bụng là căng lắm rồi. Đó, có lẽ là đêm nay sắp hạ sinh. Còn về cái kỹ thuật mà chăm sóc dê lúc sau sinh ấy, thì cái này có lẽ là Tuấn sẽ phải gọi điện cho các bác nhóm sở thích về chăn nuôi dê sinh sản ở bên Nậm Ti để hỏi xem là kỹ thuật như thế nào, xong Tuấn sẽ hướng dẫn lại cho em siêu tú và siêu dê này để chăm con dê của mình thôi. Đấy. Siêu tú ơi, cái dê của em là sắp đẻ thôi, không sao cả. Đấy, nó sắp được làm mẹ rồi. Vâng. Bây giờ là có lẽ là đang chuyển dạ rồi đấy. Vâng. Khi nào mà thấy bướm con dê ra máu, nó kêu be be là nó đẻ đấy nhá. Ê da. Ê da. Tối quá. Đấy, be 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 rồi. Đi bé ấy sắc ảo lục à? Chân. Chân. Đây là mẹ của siêu dê và siêu tú. Đấy. Thế em dê là hôm nọ đi làm thợ xây ở dưới Hà Giang lại đi về rồi à? Vâng, nó vừa về được mấy hôm ấy? Về thì 4-5 ngày. 4-5 ngày à? Bị dịch quá mới về hay là không? Thằng em đã chảy, nó chết thì nó về đến trên thì nó về nhà thôi này. À, tức là đi cùng một thằng em bên Lao Chải nữa. Vâng. Ngày mai ngày kia lại đi. À, ngày mai ngày kia lại đi à? Vâng. Thế là thằng em bên Lao Chải nó bị tai nạn lao động chết hay bị làm sao chết? Không biết được. À. Tai nạn sao ấy? Xong là bây giờ lại về. Vâng. Về là tranh thủ qua nhà một tí thôi, ngày mai ngày kia lại đi đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì chắc là con dê chỉ trong vòng từ giờ đến sáng mai là con dê sẽ đẻ đấy nha em nhá. Để ý nhá. Vâng. Rồi ok, để anh gọi điện là cho mấy anh trưởng nhóm sở thích nuôi dê bên Nậm Ti hỏi xem là có cần phải làm những cái gì không khi mà dê sắp đẻ. Anh hỏi
Anh hỏi mấy anh em nuôi dê rồi. Mấy anh em nuôi dê bảo là con dê lúc nó đau đẻ về nó khắc tự đẻ thôi, nó đẻ như con trâu con bò ấy. À. Đấy, nó đẻ xong rồi nó khắc tự liếm sạch, khô là nó khắc con dê con nó khắc tự đứng dậy đây. Vâng. Đấy mình chẳng phải làm gì cả. Vâng. Nhà thì vẫn qua đi xem rồi. Còn mai ví dụ như tối nay nó đẻ ngày mai nó không đi ăn cỏ được thì trời nắng lên cỏ khô khô không ướt. Vâng. Nước các thứ thì mình không có nước xương các thứ mình lấy về cho nó ăn. Vâng. Ừ. Siêu Tú hôm nay là đi hộ họ vun ngô à? Không, siêu dê đi hộ họ vun ngô trồng trồng sắn á. Nhưng mà cái cây sắn ở đây mình trồng khi mà chặt cái cành của nó về ấy, cái cây của nó mình chặt ra dài 20 phân như thế này thì có lấy lân với lại rau bếp này trộn vào nhau xong chấm hai đầu không? Chấm. Hả? Thì vẫn có thì vẫn chấm, nếu mà không có thì trồng như thế thôi. Không có là cứ trồng không thế thôi. Ừ. Nhưng mà phải chấm vào thì nó mới tốt chứ. Vâng, nhưng mà không có tiền mua thì vẫn à, không có tiền mua lân là không chấm đúng không? Vâng. Năm nay chắc phải dùng dặm mới được. Hơn 800 chứ, 900. 900 một bao. Phân lân á? Phân đạm á. Phân đạm á, 930.000 một bao. Chín một lít xăng, một lít xăng đi. 960 đấy. Bây giờ sang 35.000 đấy. Bây giờ sang hơn, nếu mà mua lẻ ở xã này 35.000 một lít. Vâng. Thế là thành 35.000 tiền xăng một lít xăng đi sân xuống tận dưới huyện mua một bao đạm. Vâng. Đấy là thành 965.000. Đấy. Vâng. Kèm theo chi phí nước uống ăn uống đi đường nữa thêm khoảng độ 35.000 nữa đi là thành 1 triệu tròn một bao đạm rồi. Vâng. Đấy 1 triệu tròn một bao đạm về mà ví dụ như trồng sắn mà sử dụng cho trồng ngô thôi, anh chỉ nói trồng ngô thôi. Vâng. Một bao đạm trồng ngô, trồng được cái đống ngô đấy về. Vâng. Liệu bán đi có đủ 1 triệu tiền không? Vâng. Chắc không đủ. Chắc đâu. Tiền công mình lại đổi công nữa. Công lại đổi công nữa, còn chưa nói đến tiền ăn, tiền công mình làm các kiểu nữa. Vâng. Các bạn có thể hạch toán đơn giản cái chi phí nếu mà bây giờ để trồng ngô cho nó ra hiệu quả năng suất mà bỏ tiền ra mua một bao phân đạm. Đấy, cứ tính cả cái công cước vận chuyển đi lại đấy, là ăn uống thôi đấy. Còn chưa tính khấu hao xe máy này. Nếu thuê xe ôm là nó từ dưới huyện lên đến đây là 200. Vâng. Đúng không? Thì cái bao đạm của nó rơi vào khoảng độ 1.130.000. Đếm đấy. Đấy, đến 1.150.000. Vâng. Đấy, đấy là một bao đạm. Về mà trồng 1 ha ngô chẳng hạn, thu hoạch về. Ví dụ như là được... 1 ha thì được khoảng bao nhiêu ngô nếu mà thu về? Xem ngô. Phải xem ngô tốt hay không tốt nữa nhỉ? Bán cái số ngô đấy đi, chưa chắc là đã lại được cái tiền mua phân đạm đâu. Nếu mà tầm 5 tạ đi được. Được. Nếu mà 5 tạ, 5 năm 25 thì được 2 triệu rưỡi. Vâng. 2 triệu rưỡi, thế thì 2 triệu rưỡi thì tiền đạm đã đi mất khoảng độ 1.1 triệu rồi. Vâng. Đấy, thế là còn 1.4 triệu, 1.4 triệu lại còn giống ngô này. Tiền giống này, tiền công này, ăn uống này, ví dụ như là đi hộ đổi công nhau các kiểu, lại nấu cơm này, thịt thà, rau cỏ các kiểu, ôi nói chung là không lại được. Đối với người dân vùng cao thì nó như thế đấy. Chỉ cần hạch toán ra một phát là mình biết được ngay là có lãi hay không có lãi rồi. Ở chỗ trên, chỗ đường lên, chỗ hạng sào súng ở trên kia là có hai cái lán họ ở trên đấy mà nhỉ? Có mà. Có. Nhưng mà ở trên đấy anh nghe kể bảo là có người gặp con rắn to mà, nó dựng cao hơn cả người đấy. Vẫn có một con này. Có một con? Ừ. Và rắn hổ mang nó dựng cao hơn người mà. Vâng. Lúc nó đứng lên này. Vẫn có chứ, có một con rắn to mà. To, em có nhìn thấy bao giờ không? Con chưa thấy đâu. Chưa thấy à? Có người, có nhiều người nhìn thấy rồi đúng không? Có người nhìn thấy, nhưng mà mình chưa nhìn thấy cả đấy. Nhưng mà nó to bằng nào họ tả ấy? Bằng to hơn á. Bảo là lúc mà nó đứng nó phình cổ ra nó cao hơn người đấy.
Và trên đầu đó có những cái màu đỏ như kiểu cái màu con ngan già kia mà. Có rồi. Đấy, bảo cái con đấy là thi thoảng có người đi gặp, nhiều người gặp nhá, không phải một người gặp nhá, nhiều người kể rồi đi nhìn thấy là mất hồn đấy. Vâng. Chắc là nó ở trong cái hang của hạng sáu súng ngày xưa ở à? Ừ, dưới. Trên đấy có nhiều hang không? Có mấy cái hang? Không biết, không biết được. Không có, những cái máy lắm này. Em chỉ kể trên mình chưa đến. Trên đấy anh chưa đến à? Chưa. Đi thì đi nhưng mà chưa đến cái chỗ có hang đấy. À. Cái hang hạng sáu súng lại em có biết không? Cái hang ngày xưa hạng sáu súng ở ấy. Không, còn chưa đến đâu mà. Chưa đến à? Chưa đi đến đấy nhưng mà vẫn biết là ở đấy nhưng mà chưa đến cái chỗ đấy. Chưa. À. Hôm nào anh em mình đi thám hiểm nhỉ? Nếu mà gặp con rắn to bắt về làm thịt luôn. Sợ ấy. Không dám bắt được. Nhiều người không sợ đâu mà. Vẫn sợ ấy, em chỉ sợ ấy. Đấy là nó cai quản cái khu này rồi. Không dám đấy đâu. Nhiều người gặp đấy, có rất nhiều người đi gặp rồi. Bảo là cái con rắn đấy nó đen xì, xong là khi nó banh cổ ra nó đứng nó cao hơn cả người. À, cái đầu của nó là có những cái cục màu nó tròn tròn như quả bóng bàn to như thế. Tức là con ngan đực già, cái màu của nó như thế nào, nó đỏ như thế nào thì cái con rắn đấy nó như thế. Đó. Nhiều người kể đấy là một cái sự việc mọi người kể. Nhưng mà biết đâu được một ngày nào đấy mình đi gặp mà mình đang quay phim mà gặp được cái cảnh đấy nhỉ. Chắc là chạy không kịp á. Thế là tối nay là cùng em Sùng lên để kiểm tra hai nàng dê của hai anh em siêu dê siêu tú. Thì không có vấn đề gì nhé các bạn ơi. Con dê là bây giờ là bộ phận sinh dục của con dê là đang lồi ra và đỏ sưng lên, báo hiệu con dê sắp được làm mẹ các bạn ạ. Bụng đang căng lên và có lẽ là chỉ từ bây giờ đến ngày mai là sẽ chuyển dạ và sẽ sinh ra những chú dê con. Không biết là một con hay hai con. Thì cái này mình chưa biết được. Đấy, phải đợi mẹ dê này sinh ra đã. Còn cái bầu sữa của con dê là rất là tốt. Tại vì Tuấn Nùng nhìn thấy to như cái quả bưởi rồi. Và có hai cái, hai hay bốn cái tì là nó dài ra rồi. Chỉ tối nay ngày mai là đẻ rồi đấy. Tốt quá rồi, thế là ngày mai nếu mà dê đẻ thì vài hôm nữa Tuấn Nùng với A Sùng sẽ quay lại để xem kết quả. Đấy, thành quả của hai chị dê cái. Các em có tâm lắm, các em nuôi có tâm. Anh chào em. Tối cũng chịu khó đi chơi nhỉ? Xuống rủ siêu tú đi tán gái à? Hả? Tú dự kiến bao giờ lấy vợ đây? Còn chưa biết đâu. Chưa biết á? Ôi giời ơi, lôi tay bắt vợ như kiểu đợt Tết vừa rồi ai bắt này. Thích đứa nào là cầm tay lôi bằng được chứ. Nhưng nói thế thôi các bạn ạ. Bây giờ thì cái tục bắt vợ là người ta phải yêu nhau, thích nhau, người ta mới cho bắt đấy. Chứ không phải là cứ thích là lôi tay đâu. Đấy, ở đây thì cái tục đó là vẫn còn đối với người Mông nhé. Nhưng bố mẹ cấm thì cấm, nhưng họ đã yêu nhau là họ lôi đi. Đấy, kệ bố mẹ cấm, cầm tóc giật thì khi đôi trai gái người ta có tình cảm mà người ta vẫn lôi tay nhau đi. Hôm Tết vừa rồi Tuấn lên review mấy cái vụ đánh sảng đấy. Là cũng có một vụ bắt vợ đấy. Mẹ của cô gái là không làm được gì. Đấy, hỏi đi hỏi về thì bảo con gái 18 tuổi rồi, chàng trai kia 23 tuổi rồi, nhưng không phải đâu. Con gái đang học lớp 8 rồi các bạn nhé. Nhưng mà họ vẫn bắt đi. Bắt đi đấy là để đánh dấu thôi, chứ không phải là bắt về để ngủ với nhau đâu. Nên là cuối cùng bố mẹ của cô gái ở bên thôn 5 là xuống đón cô gái về. Đấy, tức là chỉ là đồng ý là để cho hôn ước giữa hai nhà thôi, chứ không phải là con bé như thế mà tảo hôn là về ngủ nghê với nhau. Cái chuyện đó là không có nhé, tại vì là có chính quyền của xã, sở tại của xã là người ta cũng quan tâm đến bà con nhân dân. Người ta không cho thực hiện những cái hành vi như thế là sẽ dẫn đến vấn đề tảo hôn. Còn siêu dê thì cũng chưa biết bao giờ lấy vợ. Đấy, siêu tú thì cũng không biết là bao giờ mới lấy vợ. Tại vì bây giờ hai em ở trong một cái ngôi nhà rất là nhỏ với người mẹ già này. Các bạn sẽ thấy đây này, khu Tuấn với lại cả hai mẹ con ngồi đây.
Đấy, với lại có cả một bạn vừa về đến đây. Đấy, các bạn xem này, trong nhà đây. Đấy. Tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp chắc là từ đây đến kia khoảng 3 mét thôi. Đấy. Và có mỗi một cái buồng lụp sụp này để dành cho mẹ ngủ thôi các bạn nhé. Trước kia thì siêu dê, siêu tú hai anh em ngủ trên gác này. Nhưng mà cũng một lần là nằm mơ. Đấy, nếu là chim em sẽ là loài bồ câu trắng bay một phát từ trên này xuống đây này. Đó, cao 2 mét là siêu dê, xít nữa là về với tổ tiên đấy. Cũng may là không sao. Tại vì còn có cái cầu thang nên là chân của em mắc được lại cái cầu thang. Từ cái ngày Tuấn lên đây để đến với cái hộ em ấy thì cũng bảo hai em là giải cái chiếu xuống chỗ khu này này, ngay đằng sau này này. Đó, thì đây có chiếu với chăn màn nhé các bạn nhé. Và sẽ giải xuống đây và các em sẽ ngủ dưới đất này. Không có giường chiếu gì nên là chỉ có giải ở đây thôi. Tú ơi, sao cái chỗ đất này em giải cái chiếu xuống này, em giải cái chiếu xuống xong là em lấy cái chăn em ngủ ở chỗ này ấy, thì nó chẳng ẩm thấp quá, sao em không lấy chặt cây vầu về xong là em trẻ ra cứ để. Còn chưa, mấy hôm nay còn chưa đi chặt về. Đấy, làm hẳn một cái giường lên cao khoảng 20 phân, 30 phân được. Cách mặt đất lên. Cách mặt đất lên. Để tối ngủ, bây giờ em ngủ như thế, bây giờ rắn rết ở đây rất là nhiều, đây khu vực đồi núi này. Đấy. Đây này, tối thì lấy mũi chiếu giải xuống đây thôi mà em. Đấy, giải xuống chỗ này. Thế là hai anh em ngủ ở đó. Ô trời ơi. Anh nói em ở cái vùng núi mình đây rắn rết mùa này bắt đầu vào cái mùa nóng rắn rết ra nhiều lắm. Tối nó bò vào nó ngủ cùng. Nó lại hôn cho một phát là sáng hôm sau lại cứng đờ đấy. Nên là thôi chịu khó mà đi lấy cây về làm một cái giường ở đây đi. Nhà bé thì cũng phải chịu khó một chút. Để đảm bảo an toàn cho giấc ngủ của mình. Buồn ngủ rồi á? Chưa. Khi nào con dê kêu be be mà nó kêu liên tục ấy, xong em nghe thấy tiếng dê bé nó kêu é é là lúc đấy nó đẻ nhá. Thôi bây giờ thì đợi đến lúc nó đẻ cũng chẳng biết bao giờ đâu. Thôi bọn anh cũng xin phép đi về đây. Con dê không sao đâu, nó chỉ là nó sắp đẻ thôi nhá. Khi nào nó đẻ thì cứ gọi điện thôi. Đấy, để báo kết quả xem là đẻ một con hay hai con hay ba con hay bốn con nhá. Con dê có bao giờ nó đẻ 5-6 con như con lợn không nhỉ? Con dê có bao giờ nó đẻ 5-6 con như con lợn không nhỉ? Chắc không đâu nhỉ? Chắc không. Nó chỉ đẻ hai con thôi. Dê nó chỉ có hai con thôi. Dê nó chỉ đặc biệt nó đẻ hai con thôi. Thôi bọn anh xin phép đi về đây. Bọn cháu đi về đây cô ơi. Tuấn Nung xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm và theo dõi cuộc hành trình của Tuấn Nung với A Sùng lên hộ của em siêu dê siêu tú xem hai chị dê là có vấn đề gì. Nhưng khi Tuấn Nung với A Sùng lên thì là hai chị dê sắp đẻ rồi. Và bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Tuấn Nung với A Sùng sẽ di chuyển đi về đây. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi nhé. Tuấn Nung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Nung Hà Giang. Chúc mọi người một buổi tối bình an, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và những người thân.